ba con này ba con gì, cô cam mấy ăn ba con gì ạ? Mình ăn ba đứa hả? Ừ. Ờ ba dạy nhanh ta. Con này con gì ta? Con sáng. À con này con gì? Con chuột. Đúng rồi, nhanh chưa? Con gì? Wow. Con này con gì? Con này con gì cơ ba? Con ba luôn hả? Con xì. Đúng rồi. Để lại đi ba đứa. À để lại đi, để lại. Ta biết rồi, đừng có chỉ ra nữa, chỉ ta đánh thôi. Con chuột nè. Con cái riêng con. Ngựa, ngựa đánh sao? Trời ơi, con ngựa chạy xa luôn. Ngựa lên tới đây nè, đó. Được không? Mình đồng ý không? Mình đồng ý nước đi đó không? Rồi, tới ba lên con ngựa nha. Cái mặt không? Cái con đó. Con pháo. Pháo đi thẳng này, đi thẳng lên đây nè. Thẳng tới đây nè, hoặc là đây đi. Nhưng bay lên. Bay lên, đúng rồi, bay lên đó đó. Đúng rồi. Ba lên con xe nha. Rồi, cô cái muốn ăn pháo là cô cần phải bay qua cái đầu pháo này và ăn con này. Ăn luôn mình, đúng rồi. Ăn luôn. Rồi, đúng rồi. Rồi. Hay ba quá. Ba sẽ lấy con ngựa. Nè, có ba kìa. Ba lấy con tượng ăn nè. Ba lấy tượng kìa, ba lấy tượng. Con dâu của ba. Rồi, cô ba rồi, tới cô ca đó. Cô ca lấy con này ăn lại con đó. Lấy con nào? Con ngựa ăn đi. Hay quá. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Ôi chú của Minh nhiều vậy. Đó, ăn con ngựa của ca chứ nha. Khoảng 5 con. Ôi, ăn con, ba đếm, đếm 5 con luôn, đúng rồi, nhanh đó, đếm giờ này đếm nhanh lắm, tới ba nè. 1, 2, 3, 4, 5. Ba ăn con này nha, ăn con pháo của ca nha, rồi. Rồi. Cô ca ăn con. Từ từ, mình lấy cái con gì ăn lại kìa. Đâu có, con ca con này con tượng thì ăn được con này nè. Rồi, ăn, à, trời ăn mà nhai hết, bồng. Cô mừng. Rồi, ba ăn con này nha. Là của ba. Ừ rồi, cá đi lên đi, cá lên chốt đi. Ăn được. Không được, chưa tới mà ăn được. Chốt đi ô mà con. Đi ô thôi, nè cá đi đi. Ô đó. Đúng rồi, ba lên con pháo nha. Rồi, cá đi tiếp đi. Cá lên một ô nữa, cá bắt con ngựa nè. Cá lên con tướng. Lên tướng đi. Tướng. Trời ơi, chú ăn bay dữ vậy, dữ thương.